Và cũng chia sẻ với quý vị là cái hoa lài của tôi nó ra hoa được hai này quý vị, thơm quá, ngồi đây làm vườn nó thơm quá. Nhưng mà như chắc quý vị cũng để ý là cái đợt hoa thứ hai này thì nó không có được nhiều như là cái đợt đầu, nhưng mà nó cũng thơm lắm quý vị ơi. Ngồi làm vườn vào buổi sáng thơm, thật là thơm luôn. Cái ba đây tôi có ba cây như quý vị đã biết thì nó cũng cứ ra hoa vòng quanh vậy đó, lai rai. Sáng hôm nay như thường lệ quý vị thấy như, côn trùng nó cũng kêu. Từ hôm qua hôm kia đến giờ là từ hôm mà có cái cơn tornado lốc xoáy quý vị, buổi sáng không có thấy chim nó hót nhiều như trước nữa. À, thưa quý vị, đây là một cái số hoa lài nó rụng này quý vị, nó còn mới và nó đã rụng rồi, thơm vẫn còn thơm, nên là tôi nhặt vào để trong cái bàn ở trong nhà cho nó thơm. Quý vị xem hoa lài rụng cũng vẫn còn tiếc. Và đây xin giới thiệu với quý vị cái góc vườn của tôi mà sau khi tôi đã dọn dẹp xong đó quý vị, thì nhìn nó sạch sẽ và gọn gàng như thế này. Tôi xin chia sẻ với quý vị, đây là cái cây cẩm tú cầu xanh trắng, thì tôi đã dọn cho nó và chỉ để lại những cái bông hoa nữ muộn thôi. Và bên cạnh nó thì là những cái gốc hoa iris trắng tím, thì tôi cũng dọn sạch sẽ thưa quý vị. Và thưa quý vị thì đây là cái bụi sedum joy đó, đây là một cái loại nó bắt đầu nở vào mùa thu rồi. Bây giờ quý vị thấy nó bắt đầu những cái nụ nó đã bắt đầu nó ra cái hoa quý vị, nó hơi 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 nó đổ qua màu hường này quý vị đó. Quay gần để chia sẻ với quý vị đó, quý vị thấy nó bắt đầu nó ra màu rồi đó. Thì đây là cái bụi sedum joy đó, cái này mùa thu là mùa của nó đó quý vị. Và ở dưới gốc nó thì cũng xin thưa với quý vị, đây là những cái cây hoa iris trắng tím đó, tôi đã dọn sạch sẽ như thế này, cắt hết những cái lá héo, lụm hết những cái lá cái dơ rác của nó. Và bên cạnh đây là, thưa quý vị, đây là cái bụi hoa cẩm chướng đó quý vị, cẩm chướng đơn. Đây quý vị cũng còn thấy có những bông hoa nở muộn bây giờ nó vẫn còn. Thì đây là cái bụi cẩm chướng đơn màu hồng đó, quý vị thấy tôi dọn sạch sẽ như thế này. Và thưa quý vị, phía sau đó thì là iris trắng tím đó quý vị. Loại iris này nó có mùi thơm, thì quay để chia sẻ với quý vị là quý vị thấy tôi dọn nó sạch sẽ như thế. Đó là cái cách mình giữ để cho cây cối nó ra đẹp vào sang năm. Và thưa quý vị, đây cái bụi này là cái bụi hoa vàng đó quý vị, sun drops, mà nó bị cái con nhỏ bọ Nhật đó, Japanese beetle, nó ăn. Và tôi đã cắt cái tận gốc. Và cũng xin chia sẻ với quý vị, hôm nay thì nó đã lên những cái cây con nhiều như thế này đó quý vị. Thì cái loại này nó rất là dễ trồng. Tôi có chia sẻ với quý vị là nếu mà quý vị mà muốn trồng một cái khu vườn có thật là nhiều hoa màu vàng và tự sinh sôi nảy nở, thì tôi đề nghị quý vị trồng cái loại hoa màu vàng này. Và thưa quý vị, đây cũng là cái bụi balloon flower, cây hoa bong bóng đó quý vị. Thì hôm nay nó cũng sạch sẽ như thế này đây, tôi đã dọn cho nó sạch sẽ. Thì thưa với quý vị là tôi cũng có ba bụi, thì một bụi ở đây và hai bụi phía bên góc bên kia đó, quý vị thấy cũng dọn sạch sẽ hết cho nó như thế đó. Mình chia sẻ với quý vị. Và phía sau đó thì cũng là iris trắng tím, tôi cũng dọn sạch sẽ đó, quý vị xem, chia sẻ với quý vị. Và đây là cái bụi
Siberian iris, iris màu tím đó quý vị. Đó, ta cũng cắt gọn cho nó. Và phía sau kia thì là cái bụi cúc trắng. Cúc trắng thì bây giờ thì nó chỉ còn thế này thôi quý vị. Tôi cắt hết. Đó, cúc trắng. Vị đây là cái bụi columbine màu hồng với lại màu trắng. Nó cũng kết hạt và tôi đã cắt hết hạt cho nó rồi. Thì cái hạt tôi đã cất vào trong nhà để mình có thể sang năm mình gieo hạt. Và đây là cái gốc của nó đó quý vị. Tôi vẫn để nó sống như thế này để mình nuôi cái rễ. Đó, phía sau là iris trắng tím đó quý vị. Tôi dọn nó sạch sẽ. Cái này để cho nó nuôi củ quý vị. Nó tập trung vào nó nuôi củ. Thì sang năm mình sẽ có nhiều hoa. Và phía sau đó thì thưa quý vị, đây là cái bụi cúc trắng nè quý vị. Cúc trắng bây giờ nó chỉ còn thế này thôi. Tôi dẹp hết. Đây, nó còn một số cái lá này tôi để lại. Thưa quý vị, đó là để nó nuôi nuôi rễ đó quý vị. Và thưa quý vị, đây là cái bụi sedum màu hồng. Nó cũng đang lên rất là tốt. Tại cái loại này nó là mùa thu là nó sẽ nở hoa. Và đây quý vị, là tôi có thạch thảo này quý vị. Đây là hoa thạch thảo này. Cây thạch thảo này thì nó sẽ nở vào mùa thu. Sau đó thì đằng sau đó thì tôi có vạn thọ quý vị. Vạn thọ đó. Vạn thọ thì nó nở cả tháng nay rồi. Và thưa quý vị, đây là hoa dâm bụt. Hoa dâm bụt mà tôi đã giới thiệu với quý vị từ hồi đầu tháng, đầu tháng 7 thì phải. Bây giờ thì nó cũng vẫn nở. Và phía sau đây thì tôi có phlox đó quý vị. Phlox thì nó tàn nhiều lắm rồi. Thì nó chỉ còn thế này thôi. Đây là cúc trắng này quý vị. Cúc trắng chỉ còn cái này, tôi cũng sắp cắt cho nó. Tôi cắt hết, tôi nuôi rễ. Và phía sau này thì tôi có hai cái bụi sedum joy. Nó cũng ra nụ rất là nhiều. Chia sẻ với quý vị. Quý vị, đây là iris màu vàng đó quý vị. Tôi cũng cắt cho nó gọn như thế này để nó nuôi củ. Trước đó thì tôi có vạn thọ. Vạn thọ thì nó ra hoa rất là bền nên là tôi cứ để nó ra hoa đến mùa thu luôn. Và thưa quý vị, đây là cái sân nhà của tôi. Bước ra cửa thì nó có một cái miếng sân nhỏ nhỏ. Nó ở vào hướng nam, thành ra bây giờ nó đang nắng chói quá. Tôi cứ quay thử xem, nếu mà được thì tôi sẽ lốt lên quý vị xem. Đây tôi có những chậu trồng 30 giờ quý vị. Trồng ớt. Tôi trồng tùm lum hết quý vị ơi, trồng hoa, rồi trồng cây ăn quả, rồi trồng hành, trồng tứ lung tung hết. Đó, bên này có hoa phong lữ, rồi hoa quần, rồi nha đam. Phía sau này thì có mắt huyền, có phlox, tàn hết rồi. Thì tôi có một cái chỗ ớt. Ở đây thì tôi có một chỗ gừng. Dưới đất hiện là 10 giờ quý vị. 10 giờ nữa hoang.